ra sông chơi, hai anh em không may đuối nước ở Cao Bằng. Ra sông chơi hai anh em ruột không may đuối nước tử vong. Sự việc diễn ra chiều nay, ngày 10 tháng 6, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều nay, ngày 10 tháng 6, hai anh em ruột là NG, N, G, sinh năm 2009 và NG, H, V, sinh năm 2015, cùng trú tại xóm Nam Phong 1, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, ra sông Bằng, đoạn đầu cầu Sóc Nàm, xã Hưng Đạo để chơi và bắt ốc. Sau đó, cả hai cháu không may bị đuối nước tử vong. Những ngày qua thời tiết nắng nóng kéo dài nên các đoạn sông, suối đã trở thành nơi được người dân lựa chọn để tắm mát, vui chơi. Do đó, người dân cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là với các cháu nhỏ.